Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, đoàn cán bộ tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Bắc Hồ về thăm tập đoàn sản xuất Chí Hòa huyện Lương Sơn. Khu di tích Bắc Hồ về thăm tập đoàn sản xuất Chí Hòa mới được huyện Lương Sơn khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bắc Hồ về thăm huyện Lương Sơn 19 tháng 10 năm 1958, 19 tháng 10 năm 2023. Đây là nơi ghi dấu kỷ niệm của Bác khi về thăm và nói chuyện với cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc cùng với một số đồng chí tù chính trị thuộc khám Chí Hòa do Pháp trao trả đã đến huyện Lương Sơn thành lập tập đoàn 1 và tập đoàn sản xuất Chí Hòa làm nhiệm vụ khai khẩn đất hoang phát triển kinh tế xây dựng miền Bắc. Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến nay, huyện Lạc Sơn đã xây dựng mới được 58 mô hình dân vận khéo, trong đó có 21 mô hình ở lĩnh vực phát triển kinh tế, 19 mô hình văn hóa xã hội, 10 mô hình quốc phòng an ninh, 8 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn huyện ngày càng coi trọng việc lắng nghe, nắm tình hình và giải quyết nguyện vọng chính đáng, quan tâm giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Xác định, thực hiện dân vận khéo là nhiệm vụ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp trong huyện tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng từ huyện đến cơ sở về công tác dân vận. Đổi mới phương pháp dân vận để nâng cao hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, làm tiền đề, vận động nhân dân tích cực làm theo. Hiện toàn tỉnh có trên 2.700 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản với quy mô gần 4.900 lồng cá, tập trung ở 5 huyện, thành phố như Cao Phong, Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình. Sản lượng thủy sản nuôi trồng hàng năm ước đạt trên 10.000 tấn. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Chi cục Thủy sản đã tổ chức được 3 đợt quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, đã thu 84 mẫu nước quan trắc cảnh báo môi trường, trong đó 72 mẫu nước cơ sở nuôi thương phẩm, 12 mẫu nước cơ sở ươm dưỡng, tổ chức được 4 đợt giám sát dịch bệnh, đã thu 64 mẫu cá và 64 mẫu nước giám sát dịch bệnh tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên Hồ Thủy Điện Hòa Bình, gửi đi kiểm tra các tiêu chí môi trường nước và mẫu cá. Từ kết quả phân tích, Chi cục đã thông báo đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, các tổ chức cá nhân tại các vùng nuôi tập trung biết để quản lý lồng bè nuôi và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho các hộ nuôi cá nhằm nâng cao giá trị sản lượng kinh tế trong chăn nuôi thủy sản trên Hồ Hòa Bình. Xác định phát triển hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, huyện Mai Châu đã huy động tối đa các nguồn lực tập trung xây dựng sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông. Đến nay, 15 trên 15 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, có 99,06% đường huyện, đường liên xã được cứng hóa, 69,11% đường nội xóm được cứng hóa. Toàn huyện có 9 trên 15 xã đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, trong đó có những xã điều kiện kinh tế xã hội khó khăn như Sam Khỏe, Bao La, Hang Kia, Bà Cò. Cùng với nguồn lực đầu tư cho giao thông từ ngân sách nhà nước, trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, huyện Mai Châu đã huy động trên 70.000 ngày công của nhân dân để suy tu sửa chữa, cải tạo và nâng cấp các hệ thống đường giao thông. Nhờ vậy, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian tới, trong khi nguồn thu ngân sách địa phương còn hạn chế, huyện Mai Châu tập trung lồng ghép nhiều chương trình dự án để tập trung đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Những hình ảnh này được phóng viên ghi lại trong đợt kiểm tra an toàn giao thông của Ban An toàn Giao thông tỉnh trên đường tỉnh lộ 444 đi qua địa bàn xã Dũng Phong, huyện Cao Phong. Qua ghi nhận của Ban An toàn Giao thông tỉnh, đoạn vỉa hè dài gần 100 mét đã bị người dân chiếm dụng xây dựng các kiosk để kinh doanh buôn bán. Đủ các mặt hàng từ rau củ quả tới hàng thịt tươi sống được bán bên cạnh các hàng quán ăn sáng cho học sinh. Theo người dân cho biết, để được bán hàng tại các vị trí này, tùy theo diện tích các kiosk, người dân phải nộp từ 50.000 đến 300.000 đồng một tháng cho Ban Quản lý chợ Dũng Phong. Khu chợ cóc này nằm ngay bên cạnh trụ sở Ủy ban nhân dân xã Dũng Phong. Dù hàng ngày lượng người mua bán khá tấp nập, nhưng chính quyền xã vẫn để cho tồn tại trong suốt thời gian dài. Được biết, xã Dũng Phong đã quy hoạch xây dựng chợ Dũng Phong khang trang sạch sẽ, nhưng hiện tại chỉ họp theo phiên vào ngày Chủ nhật, còn ngày thường thì bỏ trống. Việc để tồn tại một chợ cóc suốt thời gian qua ảnh hưởng tới mỹ quan, trong khi đó xã Dũng Phong đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến năm 2025, thành phố Hòa Bình có hàng chục dự án đã và đang chuẩn bị đầu tư xây dựng.
nhưng lại thiếu trầm trọng quỹ đất tái định cư dành cho các hộ dân bị giải tỏa trong vùng dự án khi thu hồi đất. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng bị chậm trễ. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Trên địa bàn thành phố Hòa Bình đang triển khai 114 dự án giải phóng mặt bằng, đã có 10 dự án hoàn thành, tiếp tục thực hiện 91 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và 13 dự án mới nhận năm 2023. Trong đó có các công trình dự án lớn, trọng điểm của tỉnh và thành phố giao như các dự án đường giao thông, đường nối từ xã Độc Lập đi phường Dân Chủ, đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đi phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6, đường Quang Tiến – Thịnh Minh, dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La – Hòa Bình – Mộc Châu. Trong giai đoạn 2016-2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng 20 khu tái định cư. Tuy nhiên hiện nay, các khu tái định cư vẫn không đủ để số hộ dân bị ảnh hưởng khi tiến hành thu hồi đất có thể tái định cư. Trong cái thời gian qua thì có một số yếu tố khách quan ảnh hưởng. Đó là cái việc mà sạt lở, rồi nguy cơ sạt lở đối với một số vị trí xung yếu trên địa bàn. Thì thành phố cũng đã phải chủ động để sử dụng quỹ đất tái định cư để bố trí cho các hộ có nguy cơ sạt lở. Do đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc mà quỹ đất để dự phòng cho cái việc tái định cư. Thế hiện nay thì về thực tế thì thành phố Hòa Bình đang rất thiếu về quỹ đất tái định cư. Nên là quá trình triển khai các dự án thì chúng tôi gặp rất nhiều vướng mắc. Khi dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La – Hòa Bình – Mộc Châu được triển khai, gia đình ông Đinh Văn Long ở xóm Rụ Phượng, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình có gần 3.500m2 trong tổng số 4.900m2 đất của gia đình. Nằm trong diện tích giải tỏa mặt bằng, bàn giao cho dự án, gồm toàn bộ nhà cửa, vườn cây ăn quả và ao cá. Hiện tại gia đình rất đồng thuận kiểm kê hiện trạng diện tích đất, tài sản hoa màu trên đất, nhưng vẫn còn băn khoăn việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân có đất bị thu hồi như thế nào. Cái dự án chạy qua cái khu vực này thì đối với các hộ dân xung quanh ở đây thì thực hiện theo cái chủ trương là cũng dân hoàn toàn hưởng ứng hết, đồng thuận. Và một cái nữa là với cái băn khoăn của người dân là khi dự án tái định cư thì chưa cho người dân biết là cái giá cả tái định cư và bao nhiêu và cái mức giá bồi thường cho người dân là bao nhiêu. Cho nên là mong muốn của người dân là băn khoăn là muốn để người dân được biết trước sau khi di rời vào để cho người dân được yên tâm hơn. Hiện nay, thành phố Hòa Bình đang triển khai đầu tư thêm một số dự án tái định cư, khu công nghiệp Yên Quang, khu tái định cư Đồng Trùng, phường Thống Nhất. Nhưng hiện tại, các dự án tái định cư này mới ở giai đoạn kiểm kê, kiểm đếm tài sản. Dự kiến sang đến năm 2024 mới đáp ứng được nhu cầu tái định cư cho người dân. Các sở ngành của tỉnh, Ủy ban dân tỉnh quan tâm để ra soát, bổ sung quy hoạch các khu tái định cư. Để đảm bảo tiến độ các dự án thì cần thiết là phải sắp xếp các cái vị trí, các cái khu đất tái định cư trước một bước. Đấy, hiện nay thì cái nội dung này chúng ta cũng chưa thực sự là được quan tâm. Đấy, do đó thì chúng tôi cũng mong muốn là trong thời gian tới có cái quy hoạch các cái khu tái định cư đấy, cho tất cả các dự án mà có nhu cầu về tái định cư trên địa bàn. Có thể khẳng định sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước trong việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư là hết sức thiết thực. Ngoài mong muốn công bố giá đất đền bù và tái định cư, các hộ dân còn mong muốn các cuộc họp bàn để thống nhất phương án tái định cư, bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Thưa quý vị và các bạn, xác định sản xuất vụ đông đem lại giá trị kinh tế cao. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các xã thị trấn tuyên truyền vận động bà con nông dân bám sát các khung thời vụ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng có năng suất, giá trị cao vào sản xuất. Thời điểm này, người dân trong huyện đang đẩy mạnh gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông, đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Với định hướng phát triển vụ đông theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngay từ đầu vụ, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thủy đã bố trí cơ cấu thời vụ, thực hiện chỉ tiêu cụ thể về diện tích sản lượng, chú trọng duy trì diện tích cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu gieo trồng cây vụ đông, người dân các địa phương trong huyện đang đẩy mạnh sản xuất đúng khung thời vụ đã định, đồng thời tập trung chăm sóc phối hợp với đội ngũ chuyên môn ngành nông nghiệp bám sát đồng ruộng, kịp thời xử lý sâu bệnh gây hại cho diện tích cây màu đã trồng. Phú Lai là một trong những cái xã mà có cái cây hành tâm, là cái cây mà xác định là cái cây chủ lực. Chính vì vậy mà trong năm gần đây thì đặc biệt là năm 23 và 24 thì chúng tôi đang cái vụ đông này
là hiện nay thì sau khi mà thu hoạch mùa xong thì bà con dân cũng đã đồng loạt xuống đồng triển khai. Thế trong đó cái tổng diện tích hơn 700 ha đất sản xuất nghiệp, thì trong đó là hơn hai gần 300 ha là cái diện tích đất đất lúa. Và sau khi cái diện tích đất lúa bà con đã xuống giống để trồng, đưa vào cái hành tâm để sản xuất vào cái vụ đông xuân này. Thế diện tích là vào đến thời điểm này bà con đã khoảng 120 ha. Và hiện nay thì với cái thời tiết thì cũng tương đối là thuận lợi về hệ thống kênh mương là dẫn nước là đảm bảo, cho nên là cái tỷ lệ xuống giống và cái chất lượng cây trồng là rất là đảm bảo. Thời tiết vụ đông năm nay dự báo có những diễn biến phức tạp, một số dịch bệnh trên cây trồng có thể xảy ra. Vì vậy, để đảm bảo khung thời vụ, huyện Yên Thủy đã yêu cầu các xã thị trấn vận động người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và hỗ trợ nông dân xử lý sâu bệnh, ứng phó với những bất thuận của thời tiết. Ngành chuyên môn chủ động cung ứng đủ giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng cho bà con. Vụ đông năm 2023, huyện Yên Thủy gieo trồng trên 881 ha cây màu các loại, trong đó cây ngô 441 ha, khoai lang 156 ha và trên 281 ha rau đậu các loại. Chú trọng ở đây là cây đậu và rau củ quả như là rau cải bắp. Thế thì ở đây chúng tôi tập trung ở mấy xóm có cái đồng ruộng nó bằng phẳng và nó thuận lợi cho xe vào thu hoạch. Thế thì đây cũng là cái thế mạnh của địa phương. Người dân thứ nhất là sản xuất theo cái mô hình là trồng cây rau an toàn, đảm bảo cung cấp cho tiêu thụ trên địa bàn. Thứ hai nữa là cũng đã có một số cái thương lái kết hợp được với những siêu thị lớn ở Hà Nội bao tiêu. Vụ đông năm nay, huyện Yên Thủy không đặt nặng mục tiêu diện tích mà chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh tế. Các hợp tác xã chủ động cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tích cực hỗ trợ giống cho nông dân. Cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ đông năm 2023 thắng lợi. Công tác chuẩn bị liên hoan làng du lịch cộng đồng tại Mai Châu, chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19:45 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ.